Kính chào quý vị đến với bản tin thứ năm ngày 10 tháng 6 hôm nay. Tỉnh Ontario ưu tiên liều vaccine COVID-19 thứ hai đến các điểm nóng có biến thể Delta từ ngày 14 tháng 6. Những gì có thể làm và không thể làm tại tỉnh Ontario bắt đầu từ thứ sáu khi tỉnh mở cửa bước 1. Người dân được xem phim, chơi bowling, ăn uống trong nhà khi tỉnh Alberta chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch mở cửa trở lại. Thủ hiến Legault nói rằng ông tin tưởng ranh giới Quebec, Ontario sẽ mở lại trong vài ngày tới. Thủ tướng Trudeau và các nhà lãnh đạo G7 tập hợp để vạch ra một con đường trở lại bình thường. Nhân viên biên giới CBSA tổ chức cuộc bỏ phiếu đình công vào tuần tới, ảnh hưởng cho việc mở lại biên giới. Halifax cảnh báo cư dân về vấn đề không xác định với nước uống tại Grand Lake, một người phải nhập viện. Air Canada triệu tập lại hơn 2.600 nhân viên khi nhu cầu du lịch dự kiến gia tăng. Một người đàn ông Toronto, 28 tuổi, chết sau vụ nhảy dù ở Innisfield. Tổng thống Joe Biden đã tặng Thủ tướng Anh Boris Johnson một chiếc xe đạp mới của Mỹ. Tổng thống Biden cũng cảnh báo Vương quốc Anh đừng xâm phạm hòa bình của Bắc Ireland. Khối châu Âu thì mong Thủ tướng Johnson tôn trọng pháp quyền và thỏa thuận Brexit. GDP của nhóm G20 trở lại mức trước đại dịch, Trung Quốc chứng kiến sự phục hồi lớn. Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Hoàng Anh cùng Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Nếu quý vị chưa có dịp đăng ký subscribe vào kênh Culture Channel, chúng tôi kính mời quý vị nhấn đăng ký subscribe và nhớ bấm nút chuông ngay kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây, Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Liều vaccine COVID-19 thứ hai được ưu tiên tại các điểm nóng Ontario có biến thể Delta bắt đầu từ ngày 14 tháng 6. Chính phủ Ontario tăng tốc tiêm liều thứ hai cho những người sống ở các điểm nóng mà biến thể Delta, tức là B.1.617, được phát hiện ban đầu tại Ấn Độ, đang hoành hành dựa vào thời điểm họ nhận được mũi tiêm đầu tiên. Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày thứ hai, người dân ở các đơn vị y tế Toronto, Peel, York, Halton, Waterloo, Wellington, Dufferin, Guelph và Porcupine sẽ đủ điều kiện để tiêm mũi thứ hai nếu họ tiêm mũi đầu tiên vào trước ngày 9 tháng 5. Ngoài ra, bất kỳ ai ở trong tỉnh từ 50 tuổi trở lên hoặc có tình trạng sức khỏe có nguy cơ cao cũng có thể đặt lịch hẹn cho mũi thứ hai bắt đầu từ ngày thứ hai nếu họ tiêm liều đầu tiên trước ngày 9 tháng 5. Các quan chức đã trích dẫn biến thể Delta B.1.617.2 là mối quan tâm chính và là lý do để ưu tiên các mũi thứ hai cho một số vùng nhất định. Tiến sĩ Lawrence Lowe, nhân viên y tế của vùng Peel đã báo động rằng biến thể Delta có thể trở thành chủng virus thống trị ở trong vùng trong tháng tới và sau đó sẽ lan tới các phần còn lại của Ontario. Tỉnh Ontario sẽ phân bố vaccine cho các khu vực có tỷ lệ mắc biến thể Delta cao khi lượng tồn kho xuống thấp. Bắt đầu từ tuần 20 tháng 6, nhiều phòng tiêm di động tại nơi làm việc sẽ được mở ở vùng Peel, York và Toronto, cùng với các phòng tiêm do các chủ sử dụng lao động điều hành ở vùng Peel để tiêm liều thứ hai cho các cộng đồng ở đó. Cư dân đủ điều kiện có thể đặt lịch hẹn liều thứ hai thông qua hệ thống đặt lịch hẹn của tỉnh, đơn vị y tế công cộng địa phương hoặc tại các hiệu thuốc. Những người đã tiêm vaccine AstraZeneca có thể chọn liều thứ hai của mình là cùng một loại vaccine hoặc là vaccine mRNA, tức là Pfizer hoặc là Moderna, cách nhau 12 tuần. Việc tăng tốc của liều vaccine thứ hai không bao gồm những người đã tiêm liều đầu tiên của AstraZeneca, ngay cả họ đang ở điểm nóng, được tiêm trước ngày 9 tháng 5 và muốn tiêm Pfizer hoặc là Moderna. Việc phân bổ vaccine AstraZeneca sẽ mở rộng. Việc phân bổ vaccine AstraZeneca sẽ mở rộng đến nhiều khu vực hơn trong những tuần tới để giống với việc triển khai ban đầu. Việc ưu tiên các điểm nóng diễn ra sau khi khoảng thời gian giữa hai liều được rút ngắn cho nhóm tuổi trên 80, tiếp theo là nhóm 70 trở lên. Và rồi đến bất kỳ ai tiêm mũi đầu tiên trước ngày 18 tháng 4 do nguồn vaccine tăng lên. Quan chức trong tỉnh gọi đây là cách tiếp cận vào trước, xuất trước. Đã có hơn 10,6 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở Ontario cho đến nay.
có gần 1,4 triệu người được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi. Tỉnh đã thực hiện trung bình 160.000 mũi tiêm mỗi ngày. Cho đến nay thì 73% người Ontario trưởng thành tiêm liều đầu tiên với 11% đã tiêm 2 liều. Ontario dự kiến sẽ nhận được 4,7 triệu liều vaccine vào tháng 6, chủ yếu là Pfizer, sau đó là Moderna, với nguồn cung cấp từ AstraZeneca thì đang chờ xem xét. Chính phủ cũng thông báo rằng những người đã được chủng ngừa đầy đủ ở ngoài Ontario hoặc Canada nên liên hệ với đơn vị y tế công cộng địa phương của họ để được xác minh và ghi lại việc chủng ngừa COVID-19 vào hệ thống COVAX của tỉnh. Bắt đầu từ ngày thứ 6, những gì có thể làm và không thể làm tại Ontario. Ontario bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày thứ 6. Vậy thì chúng ta có thể và không thể làm gì? Tôi có thể mời bạn bè đến tụ tập ở sân nhà không? Có, bạn có thể có tối đa 10 người. Tôi có thể đi ăn ở nhà hàng không? Bạn có thể dùng bữa trong sân của nhà hàng với tối đa 4 người mỗi bàn. Khách hàng không được phép dùng bữa ở trong nội thất của nhà hàng cho đến giai đoạn 3 của kế hoạch. Tôi có thể đi mua sắm không? Có, và với những hạn chế. Hoạt động bán lẻ không thiết yếu sẽ tiếp tục với 15% công suất. Các cửa hàng bán lẻ thiết yếu bao gồm cửa hàng tạp hóa lớn và cửa hàng giá rẻ hoạt động ở mức 25% công suất và có thể bán tất cả các mặt hàng. Các cửa hàng bán lẻ trong trung tâm thương mại vẫn đóng cửa trừ khi họ có lối ra vào quay ra mặt đường. Bạn vẫn phải đeo khẩu trang ở bên trong cửa hàng. Tôi có thể đi cắt tóc không? Không, các dịch vụ đó sẽ phải đợi tới giai đoạn 2 của kế hoạch mở cửa trở lại, chỉ theo lịch hẹn. Tôi có thể đi cắm trại không? Có, Ontario Parks và tất cả các khu cắm trại tư nhân đều mở cửa kể từ ngày thứ 6. Thế thì các chuyến đi tới cottage thì sao? Các dịch vụ cho thuê ngắn hạn bao gồm Airbnb, cho thuê cottage và cabins được hoạt động. Không có hạn chế về việc đi lại ở trong Ontario, nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể ở chung với một gia đình khác khi bạn đến địa điểm, trừ khi đó là với một người sống một mình. Nếu bạn bị bệnh, ngay cả với các triệu chứng nhẹ, bạn không nên đi. Nếu bạn du lịch trong Ontario, hãy cố gắng mang theo đủ vật dụng để không cần phải mua sắm. Nếu cottage hoặc sân golf yêu thích của tôi ở Quebec thì sao? Theo trang web của tỉnh thì Giám đốc Y tế của Ontario khuyến cáo các cá nhân và gia đình chỉ đi du lịch ra khỏi tỉnh nếu điều đó là cần thiết. Du lịch từ Manitoba hoặc Quebec đến Ontario bị hạn chế cho đến ít nhất là ngày 16 tháng 6 và ngày này có thể bị thay đổi. Chính phủ Quebec có các quy tắc riêng hạn chế những người đến từ Ontario nhưng cho phép một ngoại lệ đối với những người sở hữu cottage ở Quebec và những người chịu trách nhiệm bảo trì nó và không có ngoại lệ cho những người đã được tiêm chủng. Tôi có thể đi đến phòng tập thể dục không? Không. Bạn có thể tham gia các lớp tập thể dục ngoài trời hoặc huấn luyện viên cá nhân ở ngoài trời, tối đa là 10 người tham gia, đồng thời phải giữ khoảng cách là 3 mét. Thế thì những hoạt động ngoài trời nào được phép? Kể từ ngày thứ 6, bạn có thể sử dụng hồ bơi ngoài trời, nhưng hãy giữ khoảng cách 2 mét. Các trường đua ngựa và đua mô tô có thể mở cửa trở lại vào ngày thứ 6, nhưng không có khán giả. Các vườn thú, di tích lịch sử có thể mở cửa trở lại với sức chứa là 15%. Các rạp chiếu phim mà bạn lái xe vào xem có thể mở cửa trở lại vào ngày thứ 6. Hoạt động chèo thuyền giải trí được cho phép nhưng chỉ với các thành viên của một gia đình mới có thể lên cùng một thuyền. Tôi có thể đến nhà thờ không? Có, nhưng chỉ có tối đa 15% công suất của không gian trong nhà thờ. Người dân được xem phim, chơi bowling, ăn uống ở trong nhà khi Alberta chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch mở cửa trở lại. Giai đoạn 2 của kế hoạch mở cửa trở lại vào mùa hè của Alberta cho phép các điểm giải trí vốn đã bị đóng cửa từ tháng 12 năm ngoái được mở cửa trở lại vào ngày thứ 5. Rạp chiếu phim, sòng bạc, bảo tàng, phòng trưng bày và thư viện được mở cửa với 30% công suất. Các nhà hàng có thể chào đón khách hàng đến dùng bữa ở trong nội thất lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4 với tối đa là 6 người một bàn. Các phòng tập thể dục có thể mở cửa trở lại cho các hoạt động một mình với khoảng cách 3 mét giữa các cá nhân. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cá nhân như là tiệm làm tóc và spa hiện có thể chấp nhận khách hàng không cần lấy hẹn. Các cuộc tụ họp xã hội ngoài trời có thể lên tới 20 người. Và tương tự, tối đa 20 người có thể tham dự các đám tang hoặc đám cưới ngoài trời hoặc ở trong nhà.
các cơ sở kinh doanh bán lẻ và nơi thờ tự có thể có tới 1/3 công suất. Chính phủ cho biết 65% những người ở Barra đủ điều kiện đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên. Giai đoạn 2 phụ thuộc vào con số 60% người dân ở Barra từ 12 tuổi trở lên có liều đầu tiên. Giai đoạn 3 dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 nếu 70% người dân ở Barra đủ điều kiện đã tiêm ít nhất là một liều vaccine. Thủ hiến Legault nói rằng ông tin tưởng ranh giới tỉnh Quebec và Ontario sẽ mở cửa lại trong vài ngày tới. Ranh giới giữa Quebec và Ontario đã đóng cửa kể từ tháng 4 để giảm sự lây truyền COVID-19, có thể sẽ mở lại trong vòng vài ngày, Thủ hiến Quebec François Legault cho biết vào thứ Năm. Chúng tôi đang thảo luận với chính phủ Ontario và tôi tin tưởng rằng trong vài ngày tới chúng tôi sẽ có thể mở cửa biên giới, Thủ hiến nói ở thành phố Quebec. Chính phủ Ontario gần đây đã gia hạn lệnh cấm du lịch không thiết yếu từ Quebec và Manitoba cho đến ít nhất là ngày 16 tháng 6. Đối với biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ, Thủ hiến Legault cho biết các cuộc thảo luận với chính phủ liên bang về việc mở cửa trở lại cho việc đi lại thường xuyên đang diễn ra. Bộ trưởng Bộ Y tế liên bang là bà Patty Hajdu cho biết vào hôm thứ Tư rằng những công dân và thường trú nhân Canada đã được tiêm phòng đầy đủ, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sẽ sớm được miễn 2 tuần cách ly khi trở về Canada. Trong khi đó, thì Thủ hiến Legault thừa nhận vào thứ Năm rằng chính phủ của ông đã gặp khó khăn khi thực hiện kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tiêm liều vaccine COVID-19 thứ hai. Chính phủ cho biết mọi người có thể đặt lịch hẹn tiêm chủng lại sau khi rút ngắn khoảng thời gian giữa liều thứ nhất và thứ hai của vaccine Moderna và Pfizer từ 16 tuần xuống còn 8 tuần. Nhưng hôm thứ Hai, Bộ trưởng Y tế Christian Dubé cho biết chỉ những người đã tiêm vaccine Pfizer mới có thể đặt lại cuộc hẹn vì nguồn cung vaccine Moderna và AstraZeneca có hạn. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Dubé cho biết chính phủ đang làm việc để cập nhật phần mềm cho cổng đặt lịch hẹn trực tuyến của họ vì chương trình gặp trở ngại trong việc nhận dạng danh tính của những người đã nhận liều đầu tiên. Bộ trưởng Dubé nói, tôi sẽ nói rằng cách tốt nhất là đến trực tiếp địa điểm tiêm chủng nơi bạn đã tiêm liều đầu tiên và khi đó họ sẽ chỉnh sửa thông tin để bảo đảm rằng đó là đúng người. Có 99% khả năng bạn sẽ được tiêm liều thứ hai vào thời điểm đó. Bộ trưởng Y tế cũng cho biết chính phủ ước tính sẽ mất đến tháng 3 năm 2023 để danh sách chờ phẫu thuật trở lại mức trước đại dịch. Khoảng 150.000 ca phẫu thuật đã bị trì hoãn trong tỉnh, con số này chưa tính đến những người chưa thêm tên của họ vào danh sách chờ đợi. Mọi người phải hiểu tất cả những thách thức mà hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta đang phải đối mặt kể từ khi bắt đầu đại dịch, ông Dubé cho biết. Hệ thống đã mệt mỏi, các nhân viên đã làm một công việc đáng kinh ngạc. Các nhân viên chăm sóc sức khỏe của chúng ta cần phải nghỉ ngơi vào mùa hè này và chúng ta không tôn trọng họ nếu không làm điều đó. Sau đây là một số cập nhật nhanh khác về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tỉnh Manitoba đã tiết lộ kế hoạch mở cửa lại của mình. Theo đó, tỉnh này nới lỏng các hạn chế về sức khỏe cộng đồng khi có nhiều người hơn được chủng ngừa COVID-19. Kế hoạch tập trung vào 4 hạng mục mở cửa trở lại: tụ tập, du lịch, mua sắm và ăn uống. Tỉnh Manitoba đang phải vật lộn với số ca nhập viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU cao trong đợt thứ 3 của đại dịch. Tỉnh Manitoba báo cáo thêm 251 ca nhiễm mới vào thứ Năm và 6 ca tử vong. Tỷ lệ dương tính với xét nghiệm trong 5 ngày qua là 11,1%. Tính đến tối thứ Năm, ngày 10 tháng 6, Canada báo cáo thêm 1.466 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.398.279. Trong số đó còn 19.216 ca bệnh, trên 96% đã phục hồi, số ca tử vong là 25.873. Cho đến nay, hơn 27.6 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Trong đó thì gần 24 triệu người, tức là 63% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 9,5% dân số đã tiêm hai liều. Tỉnh Ontario hôm nay báo cáo thêm 590 ca nhiễm mới và thêm 11 ca tử vong. Số ca nhập viện là 516 người, với 450 người đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ông Alden Stein-Brown là hiệu trưởng trường y tế công cộng Dalhousie của Đại học Toronto và là đồng chủ tịch của Ban Tư vấn Khoa học COVID-19 của tỉnh Ontario đã cung cấp số liệu mô hình mới. Theo đó, các ca mắc bệnh, tỷ lệ dương tính và số ca nhập viện đều giảm mạnh ở Ontario, cho thấy rằng
tỉnh đã sang trang trong tiến triển của mình. Tiến sĩ Brown cho biết chúng ta có thể mong đợi một mùa hè tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn vì vẫn còn biến thể Delta, tức là biến thể B.1.617 được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ, có khả năng sẽ trở thành dòng chủ đạo trong tỉnh trong mùa hè. Mô hình cho thấy rằng nếu tỉnh bang tiếp tục kiểm soát virus, tỉnh Ontario sẽ có dưới 200 bệnh nhân COVID-19 trong các phòng chăm sóc đặc biệt vào giữa tháng 7. Điều này sẽ cho phép các hoạt động bình thường của bệnh viện bắt đầu trở lại. Tỉnh Quebec hôm nay báo cáo thêm 189 ca nhiễm mới và thêm 2 ca tử vong. Các quan chức y tế cho biết số ca nhập viện giảm 6 ca, còn 251 người và 64 người đang được chăm sóc đặc biệt, tăng 4 ca. Ở tỉnh BC, các quan chức y tế báo cáo thêm 4 ca tử vong và 153 ca nhiễm mới. Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry cho biết tỉnh BC đang ở vị trí tốt để tiếp tục với giai đoạn 2 của kế hoạch mở cửa trở lại. Tỉnh Alberta thì đã chuyển sang giai đoạn 2 của việc mở cửa trở lại vào thứ Năm hôm nay. Thủ hiến Jason Kenney thông báo về việc tăng tốc liều vaccine thứ hai và thúc đẩy người dân đi tiêm liều đầu tiên. Dịch vụ y tế Alberta cũng đang tìm cách hợp tác với các trường học hoặc các chương trình sau giờ học để có thêm nhiều người trẻ tuổi được chủng ngừa. Những người dân Alberta đã nhận được liều vaccine COVID-19 đầu tiên vào tháng 4 có thể bắt đầu đặt hẹn cho mũi tiêm thứ hai. Nhóm người này bao gồm 650.000 người. Các cuộc hẹn cho liều thứ hai có thể được đặt thông qua dịch vụ y tế Alberta và các hiệu thuốc và phòng khám bác sĩ. Bất kỳ ai đã tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên nên đợi ít nhất 8 tuần trước khi đặt hẹn cho liều thứ hai. Ngoài ra, những người này sẽ có thể lựa chọn giữa việc tiêm liều AstraZeneca thứ hai hoặc vaccine mRNA. Người dân Alberta được chủng ngừa vào tháng 5 hiện đang được lên kế hoạch bắt đầu đặt liều thứ hai, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh liều thứ hai nếu nguồn cung cho phép. Tỉnh đã báo cáo thêm 178 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong. Số ca đang còn bệnh ở tỉnh là thấp nhất kể từ tháng 10, với tỷ lệ dương tính với xét nghiệm là 3,3%. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 1 ca tử vong và 77 ca nhiễm mới. Tỉnh đang thay đổi các quy định về xét nghiệm kháng nguyên nhanh và hiện sẽ cho phép các doanh nghiệp và công chúng mua và thực hiện xét nghiệm COVID-19 ở những người không có triệu chứng. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, Newfoundland báo cáo 5 ca nhiễm mới, trong khi New Brunswick có 3 ca nhiễm mới. Tỉnh Nova Scotia thì có 15 ca nhiễm mới. Tỉnh Prince Edward Island không có ca bệnh mới nào. Thủ tướng Justin Trudeau và các nhà lãnh đạo G7 tập hợp để vạch ra một con đường trở lại bình thường. Thủ tướng Trudeau đã đến Vương quốc Anh hôm nay để dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 G7 và Thủ tướng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới. Điều này đưa ra một dấu hiệu trấn an rằng mọi thứ đang trở lại bình thường. Mặt khác, đây cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng về việc Canada và phần còn lại của thế giới phải đi xa như thế nào để giành lại những gì đã mất vì đại dịch. Vượt qua COVID-19 và xây dựng phục hồi kinh tế bền bỉ là thách thức mà các nền dân chủ hàng đầu thế giới đang phải đối mặt khi các nhà lãnh đạo triệu tập vào thứ Sáu tại vịnh Cabiz ở Cornwall, dọc theo bờ biển phía tây nam nước Anh đẹp như tranh vẽ. Thủ tướng Anh Boris Johnson, người chủ trì sự kiện, cho biết phục hồi lại nền kinh tế thế giới đang suy yếu sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất mà các quốc gia phương Tây phải đối mặt trong thời kỳ hậu đại dịch. Thảo luận về một thỏa thuận chia sẻ vaccine COVID-19 với thế giới đang nhanh chóng trở thành một trong những nội dung không chính thức được mong đợi nhất trong chương trình nghị sự, sau khi Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ mua nửa tỷ liều Pfizer để phân phối cho các quốc gia có nhu cầu. Canada cũng dự kiến sẽ nói về chủ đề này. Câu hỏi làm thế nào để đối phó với một Trung Quốc quyết đoán hơn dự kiến sẽ chiếm ưu thế trong cuộc thảo luận chính sách đối ngoại giữa các nhà lãnh đạo vào thứ Bảy. Nhóm 7 G7 đang phải đối mặt với những lời kêu gọi cả từ bên trong và ngoài nhóm để phát triển một cách tiếp cận có tổ chức hơn để đối phó với Bắc Kinh và những thách thức mà nước này đưa ra trong dân chủ, xã hội và kinh tế. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ưu tiên tập hợp một liên minh các quốc gia dân chủ cùng chí hướng để đối đầu với sự hung hăng của Trung Quốc. Có lẽ cảm nhận được gió đang thổi chiều nào, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã đưa ra quan điểm rằng
đất nước của ông phải thể hiện một bộ mặt chính sách đối ngoại tử tế hơn, dịu dàng hơn với thế giới. Theo CBC News đưa tin, ông Gordon Holden là giám đốc danh dự của Viện Trung Quốc tại Đại học Alberta cho biết, không phải ngẫu nhiên mà ông Tập đưa ra tuyên bố của mình trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7. Tôi nghĩ rằng họ đang phát hành một văn bản khá rộng về những gì ông Tập và các nhà lãnh đạo suy nghĩ, chỉ ra mong muốn chống lại động lực hướng tới một liên minh, ông Holden nói. Báo cáo mới cho biết điều kiện nhà ở cho những người lao động nhập cư ở Canada tệ hơn nhà tù. Từ việc không đủ nhà vệ sinh cho tới điều kiện sống chật chội, một báo cáo mới bao gồm lời khai của các công nhân nhập cư trong ngành nông trại ở Canada đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về tình trạng nhà ở của họ. Một người cho biết, chúng tôi đang sống như nô lệ của thời đại. Báo cáo này do tổ chức Migrant Rights Network and Food và Farm Worker Working Group công bố hôm thứ Năm. Người đó nói, chúng tôi không có phòng tắm trong nhà, chúng tôi phải sử dụng nhà vệ sinh di động ở bên ngoài hoặc đi vệ sinh trong chai. Không có Internet hoặc TV, không có máy sấy hoặc máy giặt. Cảm giác còn tệ hơn cả khi chúng tôi ở trong tù. Báo cáo dựa trên phản hồi từ 453 công nhân và một cuộc khảo sát cụ thể cho 330 người trong số họ và được tập hợp để đáp ứng với đề xuất của chính phủ liên bang về chương trình chỗ ở bắt buộc do người sử dụng lao động cung cấp. Chính phủ đã bắt đầu tham vấn vào năm ngoái với các bên liên quan để thiết lập chuẩn về chỗ ở do người sử dụng lao động cung cấp trong chương trình lao động nước ngoài tạm thời. Ngoài các lời khai, báo cáo bao gồm các cuộc điều tra và hình ảnh, kiến nghị cho những thay đổi của người lao động và lời kêu gọi xây dựng nhà ở một cách đàng hoàng cho tất cả công nhân. Báo cáo không nêu tên các công ty đã thuê công nhân hoặc trụ sở của những công ty này. Nhân viên CBSA tổ chức cuộc bỏ phiếu đình công vào tuần tới, ảnh hưởng cho việc mở lại biên giới. Một công đoàn đại diện cho 9.000 nhân viên của cơ quan dịch vụ biên giới Canada, gọi tắt là CBSA, cho biết kế hoạch mở lại biên giới của Canada-Hoa Kỳ đang gặp phải khó khăn khi họ chuẩn bị các cuộc bỏ phiếu đình công bắt đầu vào tuần tới. Liên minh dịch vụ công của Canada, gọi tắt là PSAC, cho biết 5.500 nhân viên dịch vụ biên giới và 2.000 nhân viên tại trụ sở chính và các nhân viên khác tại các cơ sở Canada Post và các công việc thực thi nội địa sẽ bắt đầu bãi công vào ngày 16 tháng 6 và tiếp tục kéo dài trong suốt tháng. PSAC cho biết các thành viên của họ đã không có hợp đồng trong gần 3 năm. Các cuộc đàm phán với CBSA và ban ngân khố đã diễn ra vào tháng 12. Hai bên đã không thể thống nhất về các biện pháp bảo vệ tốt hơn cho nhân viên nhằm giải quyết môi trường làm việc được cho là độc hại và đưa các biện pháp này ngang hàng với các nhân viên thực thi pháp luật khác trên khắp Canada. Hai bên cũng đã xuất hiện trước một ủy ban công ích vào tháng 5 để trình bày các lập luận về lương bổng nhưng vẫn đang chờ nhận được các khuyến nghị của họ. Cuộc đình công của PSAC diễn ra khi nghị sĩ New York Brian Higgins cho biết Thủ tướng Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ ông Joe Biden sẽ thảo luận về kế hoạch mở cửa lại biên giới Canada-Hoa Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh G7 trong tuần này. Halifax cảnh báo dân cư về vấn đề không xác định với nước uống tại Grand Lake, một người phải nhập viện. Nhiều cư dân của khu vực Halifax có thể đã giật mình thức dậy vào sáng sớm thứ Năm bởi một cảnh báo khẩn cấp thông báo cho họ về sự cố chưa được xác định liên quan tới nguồn nước địa phương. Cảnh báo nước uống được phát đi từ hệ thống cảnh báo khẩn cấp của tỉnh đã xuất hiện trên nhiều điện thoại di động và TV của người dân vào lúc 12h43 phút sáng ngày 10 tháng 6. Theo đó, có một vấn đề không xác định với nước ở Grand Lake khiến cho động vật chết và đã đưa một người phải nhập viện. Tất cả những cư dân có nguồn cấp nước từ Grand Lake phải ngừng sử dụng ngay lập tức. Không tiêu thụ, không uống, không tắm, không dùng để nấu, không đun sôi, không cho vật nuôi vào nước, không được để chân xuống nước hoặc đi bằng thuyền bất kỳ lúc nào trừ khi lệnh này được rút lại. Thành phố cho biết nguyên nhân của vấn đề hiện đang được tỉnh điều tra. Có khoảng 9.000 người ở Halifax, Enfield, Amesdale, Lands và East Hand được cung cấp nước từ đầu nguồn Grand Lake thông qua công ty nước sạch khu vực East Hands. Halifax Water đã đưa ra một tuyên bố vào sáng thứ Năm cho người tiêu dùng rằng nước của họ là an toàn để sử dụng.
Bộ Thủy sản và Đại dương đã thông báo vào chiều thứ Năm rằng tất cả các hoạt động đánh cá ở lưu vực sông Grand Lake, bao gồm cả sông Subenacadie, bị ngưng lại vì nguy cơ cá bị nhiễm độc. Các rạp chiếu phim ở tỉnh BC sẵn sàng mở cửa trở lại vào thứ Ba. Các rạp chiếu phim trên khắp tỉnh BC chuẩn bị mở cửa trở lại vào thứ Ba ngày 15 tháng 6, khi tỉnh vào bước 2 của kế hoạch khởi động lại. Các nhà hát đã đóng cửa vào tháng 11 năm ngoái do lệnh y tế công cộng COVID-19. Việc nới lỏng các hạn chế có nghĩa là các cuộc tụ họp có tổ chức trong nhà gồm 50 người sẽ được phép với biện pháp an toàn COVID-19 được áp dụng. Tỉnh BC đã đạt được hai tiêu chí để chuyển sang bước 2 mở cửa theo quy định của chính phủ, đó là ít nhất 65% dân số trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất một liều và số ca bệnh và số ca nhập viện đã giảm. Hãng hàng không Air Canada triệu tập hơn 2.600 nhân viên khi nhu cầu du lịch dự kiến gia tăng. Air Canada cho biết họ sẽ triệu tập hơn 2.600 nhân viên chuẩn bị cho nhu cầu chuyến bay tăng cao. Các nhân viên này đóng nhiều vai trò khác nhau, bao gồm cả tiếp viên hàng không và sẽ được đưa trở lại theo từng giai đoạn vào tháng 6 và tháng 7. Người phát ngôn của Air Canada là ông Peter Fitzpatrick cho biết hãng hàng không đã triệu hồi các công nhân vì họ thấy việc tiêm chủng đang gia tăng, các trường hợp COVID-19 giảm và chính phủ giảm bớt các hạn chế. Đây là một phần trong nỗ lực xây dựng lại mạng lưới của hãng hàng không và đáp ứng nhu cầu du lịch lên cao như mong đợi. Một người đàn ông Toronto, 28 tuổi, đã chết sau vụ nhảy dù ở Innisfil. Một người đàn ông ở thành phố Toronto, 28 tuổi, đã chết sau một vụ nhảy dù ở Innisfil, cảnh sát phía nam Simcoe cho biết. Theo cảnh sát, một chiếc máy bay đã cất cánh với 4 vận động viên nhảy dù trên khoang ngay sau 12 giờ trưa vào thứ Năm. Tất cả họ đều nhảy khỏi máy bay theo kế hoạch, nhưng một người đàn ông đã bị tách khỏi những người khác. Khi không thể xác định được vị trí của anh ta, các dịch vụ khẩn cấp đã được liên hệ. Cảnh sát cho biết một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành và người đàn ông đã được tìm thấy tại một cánh đồng gần đó. Cảnh sát đang phối hợp với văn phòng điều tra viên để xác định xem vụ việc đã xảy ra như thế nào. Người thân của anh đã được thông báo, nhưng tên của người đàn ông này vẫn chưa được tiết lộ vào lúc này. Các sĩ quan từ Cục Điều tra Hình sự Cảnh sát phía Nam Simcoe, Dịch vụ Giao thông và Hàng hải và Tuần tra Đồng phục đều đã tham gia vào cuộc điều tra. Tổng thống Joe Biden đã tặng cho Thủ tướng Anh Boris Johnson một chiếc xe đạp mới. Vương quốc Anh là điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Joe Biden trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông, và ông đã gặp Thủ tướng Johnson lần đầu tiên vào ngày thứ Năm. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã tặng cho Thủ tướng Johnson một chiếc xe đạp do Mỹ sản xuất và chiếc mũ bảo hiểm xe đạp do Blenke Cycle Works, một doanh nghiệp gia đình nhỏ ở Philadelphia, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Tổng thống Biden sinh ra ở Pennsylvania. Nhà Trắng nói rằng món quà là một cử chỉ của tình bạn và để ghi nhận mối quan tâm chung của họ đối với việc đi xe đạp. Văn phòng của Thủ tướng Johnson nói rằng Thủ tướng đã tặng cho Tổng thống Biden một bức tranh tường có khung ở Edinburgh của Frederick Douglass, và còn đệ nhất phu nhân là Jill Biden nhận được cuốn tiểu thuyết Daphne du Maurier phiên bản đầu tiên. Tổng thống Biden cảnh báo Anh đừng xâm phạm hòa bình của Bắc Ireland. EU mong Thủ tướng Johnson tôn trọng pháp quyền và thỏa thuận Brexit. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden sẽ đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng liên quan đến việc Brexit trong cuộc gặp đầu tiên của ông với Thủ tướng Anh Boris Johnson, ngăn cản một xung đột đối với Liên minh châu Âu bằng cách không gây hại đến hòa bình mong manh ở Bắc Ireland. Bản tin cho hay vào ngày thứ Năm trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng, Biden gặp Johnson tại khu nghỉ mát ở bên bờ biển của Anh ở vịnh Cabiz. Biden có một thông điệp không tích cực cho Johnson, một trong những nhà lãnh đạo của chiến dịch Brexit vào năm 2019. Đừng để các cuộc đàm phán gay gắt với EU phá hoại một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian vào năm 1998. Được biết, thỏa thuận này có tên là thứ sáu tốt lành và đã chấm dứt 3 thập kỷ đổ máu ở Bắc Ireland. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo EU cũng đã nói trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall rằng
Boris Johnson phải tôn trọng Pháp quyền bằng cách thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hậu Brexit đối với Bắc Ireland. Theo thỏa thuận của Brexit, Bắc Ireland sẽ vẫn thuộc thị trường đơn nhất châu Âu và các luật hải quan của EU vẫn sẽ được thực thi trên các vùng biển Ireland để tránh việc tạo ra một biên giới cứng trên đảo Ireland. Nhưng Brussels đã phàn nàn rằng những thỏa thuận này không được tôn trọng. EU đã cáo buộc chính phủ của Johnson vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách đơn phương gia hạn thời gian đối với một loạt các biện pháp kiểm soát và kiểm tra biên giới đối với hàng hóa nhập cảnh vào Bắc Ireland từ Vương quốc Anh. Lao động trẻ em trên toàn thế giới gia tăng lần đầu tiên sau 20 năm. UNICEF cho biết lao động trẻ em đã tăng lần đầu tiên sau 2 thập kỷ và cuộc khủng hoảng coronavirus có nguy cơ đẩy thêm hàng triệu thanh niên chịu số phận tương tự. Trong một báo cáo chung, Tổ chức Lao động Quốc tế và Cơ quan Trẻ Em của Liên Hợp Quốc cho biết con số lao động trẻ em là 160 triệu vào đầu năm 2020, tăng 8,4 triệu trong 4 năm. Sự gia tăng bắt đầu trước khi đại dịch tấn công và đánh dấu sự đảo ngược đáng kể của xu hướng giảm trước đó. Được biết là số lượng lao động trẻ em đã giảm 94 triệu từ năm 2000 đến 2016. Ngay khi cuộc khủng hoảng COVID-19 bắt đầu nổi lên, gần 1 phần 10 trẻ em trên toàn cầu đã bị mắc kẹt trong tình trạng lao động trẻ em. Trong đó thì khu vực châu Phi cận Sahara bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mặc dù tỷ lệ lao động trẻ em không thay đổi so với năm 2016, nhưng sự gia tăng dân số đồng nghĩa với việc con số này đã tăng lên đáng kể. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của nhóm G20 trở lại mức trước đại dịch, Trung Quốc chứng kiến sự phục hồi lớn. Nhóm 20 nền kinh tế đã chứng kiến tổng sản phẩm quốc nội trở lại mức trước đại dịch trong quý đầu tiên của năm 2021, nhưng có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia. GDP của khu vực G20 đã tăng 0,8% trong quý đầu tiên so với quý tư của năm 2020, theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố. Tăng trưởng GDP hàng năm của nhóm G20 đã phục hồi lên mức 3,4% trong quý đầu tiên của năm 2021, sau khi đã giảm 0,7% trong quý trước. Trung Quốc, nơi đại dịch coronavirus bắt đầu, đã ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm cao nhất là 18,3%, trong khi Vương quốc Anh ghi nhận mức giảm hàng năm lớn nhất là -6,1%. Châu Âu có tình hình đặc biệt tồi tệ trong quý đầu tiên, đó là giai đoạn khi làn sóng thứ ba của bệnh truyền nhiễm COVID-19 đi qua khu vực trái ngược với các quốc gia khác. Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc mà mức GDP đã cao hơn mức trước đại dịch trong quý trước, tiếp tục chứng kiến sự phục hồi trong quý đầu tiên của năm 2021, lần lượt tăng là 2,1%, 1,7% và 0,6%. Ngoài ra, Úc, Hàn Quốc và Brazil đã chứng kiến tăng trưởng trở lại mức trước đại dịch trong quý đầu tiên. Nhưng đối với các nền kinh tế của nhóm 20 còn lại, GDP vẫn ở dưới mức trước đại dịch. Các quốc gia ghi nhận sự phân hóa đáng kinh ngạc trong quý đầu tiên. Trong khi tăng trưởng GDP tăng nhanh ở Hoa Kỳ lên 1,6% sau khi tăng 1,1% trong quý tư năm 2020, và tăng trưởng GDP cũng tăng nhanh ở Ý. Nhưng tăng trưởng đã chậm lại ở Indonesia, Canada, Nam Phi và Mexico. Tăng trưởng thậm chí còn ở mức âm ở Đức là -1,8% sau khi tăng 0,5% trong quý tư. Ở Vương quốc Anh thì -1,5% sau khi tăng 1,3%. Tăng trưởng cũng ở mức âm ở Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, trong khi ở Pháp, GDP tiếp tục giảm quý thứ hai liên tiếp mặc dù với tốc độ chậm hơn, là -0,1% sau khi báo cáo mức -1,5%. Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cảnh sát ở nước này đã bắt giữ hơn 1.100 người bị tình nghi sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet trong một chiến dịch trấn áp gần đây. Vụ bắt giữ diễn ra khi các nhà chức trách ở Trung Quốc tăng cường việc đàn áp giao dịch tiền điện tử. Vào tháng trước, ba cơ quan trong ngành đã cấm các dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan đến tiền điện tử. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhà nước Nội các của Trung Quốc tuyên bố sẽ kiểm soát kỹ hơn hoạt động khai thác và giao dịch tiền Bitcoin. Vào chiều thứ Tư, Bộ An ninh Công cộng cho biết cảnh sát đã bắt được hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Những kẻ rửa tiền đã tính phí hoa hồng cho khách hàng tội phạm của họ từ 1,5% đến 5% để chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền ảo thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ cho biết thông qua tài khoản WeChat chính thức của mình. Cùng ngày thì Hiệp hội Thanh toán và Bù trừ của Trung Quốc cũng cho biết rằng số lượng tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền ảo đang gia tăng. Sau đây là một số cập nhật tình hình nhanh về COVID-19 trên khắp thế giới. Tính đến thứ Năm, tổng cộng hơn 174,5 triệu ca bệnh được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu là hơn 3,7 triệu người. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng các quốc gia trên thế giới không nên tranh cãi về thuốc men, đồ bảo hộ và vaccine COVID-19. Thủ tướng Johnson cho biết các nhà lãnh đạo nhóm G7 họp vào cuối tuần này tại vịnh Cadiz, Tây Nam nước Anh, sẽ cam kết tiêm chủng cho thế giới vào cuối năm 2022. Theo ông, đã đến lúc các quốc gia giàu có phải gánh vác trách nhiệm của mình và tiêm chủng cho thế giới, bởi vì không ai có thể được bảo vệ cho đến khi tất cả mọi người đã được bảo vệ. Nhưng ông đối mặt với những lời chỉ trích vì Vương quốc Anh vẫn chưa gửi bất kỳ liều vaccine nào ra nước ngoài và đã cắt giảm ngân sách viện trợ quốc tế với lý do đại dịch. Thủ tướng Johnson cho biết hôm thứ Năm rằng Vương quốc Anh sẽ tặng hàng triệu liều vaccine từ các kho dự trữ, mặc dù ông không nói khi nào. Tổng thống Mỹ Joe Biden thì thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ mua thêm hàng trăm triệu liều vaccine Pfizer để chia sẻ với các nước nghèo hơn trong năm tới. Hoa Kỳ hiện được coi là nhà tài trợ vaccine lớn nhất của sáng kiến COVAX với cam kết 4 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, liên minh toàn cầu này mới chỉ phân phối 81 triệu liều. Và các khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Phi, thì tình trạng khan hiếm vaccine vẫn còn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang hoan nghênh tin tức từ quyết định của Hoa Kỳ tài trợ 500 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo nhất. Trong cuộc họp báo vào thứ Năm, Tổng thống Macron nói, "Tôi nghĩ Liên minh châu Âu ít nhất cần phải có tham vọng tương tự như Hoa Kỳ và có thể đưa ra thông báo tương tự." Pháp là quốc gia giàu có đầu tiên quyên góp thông qua COVAX, đã gửi 100.000 liều vaccine tới Mauritania vào tháng 4. Và Tổng thống Macron nói rằng nước này sẽ tặng nửa triệu liều vào giữa tháng 6 và 30 triệu liều vào cuối năm. Tổ chức Y tế Liên Mỹ thì cho biết nếu sự lây lan của COVID-19 tiếp tục với tốc độ như hiện nay thì phải mất nhiều năm nữa virus mới được kiểm soát ở châu Mỹ, đồng thời kêu gọi các quốc gia chia sẻ liều vaccine dư thừa. Cơ quan quản lý y tế của Brazil Anvisa đã cho phép các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 được thực hiện trên những người tình nguyện đối với vaccine Butanvac được phát triển trong nước. Công ty Moderna đã nộp đơn xin phép Hoa Kỳ cho sử dụng vaccine COVID-19 ở thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi. Vaccine của Moderna đã được sử dụng ở Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Canada cho người trên 18 tuổi. Nhà sản xuất thuốc đã nộp đơn cho các cơ quan quản lý y tế của châu Âu và Canada để xin phép sử dụng vaccine ở thanh thiếu niên. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ đã tăng mạnh số người chết vì COVID-19 sau khi phát hiện ra hàng ngàn trường hợp không được báo cáo, làm tăng thêm nghi ngờ rằng con số tử vong của Ấn Độ nhiều hơn đáng kể so với con số chính thức. Các bệnh viện ở Ấn Độ đã hết giường bệnh và bình oxy trong tháng 4 và tháng 5. Nhiều người đã chết trong bãi đậu xe bên ngoài bệnh viện và tại nhà. Các bác sĩ và chuyên gia y tế cho biết nhiều trường hợp tử vong trong số đó không được ghi nhận trong bản phân tích COVID-19. Tại châu Âu, thì Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm thứ Tư đã bác bỏ kế hoạch trên toàn quốc để dần dần mở cửa lại cuộc sống về đêm chỉ một tuần sau khi giới thiệu, sau phàn nàn từ các nhà chức trách khu vực. Đức vẫn phản đối việc nới lỏng bằng sáng chế cho vaccine COVID-19 khi nước này tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Người đàn ông Pháp 28 tuổi mà đã tát vào mặt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị kết án 4 tháng tù. Tại Nga, quốc gia này đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn trong bối cảnh số ca nhiễm coronavirus trên khắp đất nước tăng đột biến. Hôm thứ Năm, lần đầu tiên kể từ tháng 3, các ca nhiễm mới đã vượt quá 11.000 ca, với gần một nửa trong số 11.699 ca nhiễm mới được ghi nhận là ở Moscow. Nga đã báo cáo hơn 5,1 triệu trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận trong đại dịch và hơn 125.000 trường hợp tử vong. Tiếp theo sau đây là một số cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch của ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 6,
đồng đô la Canada bằng 0,8269 đô la Mỹ và bằng 0,6792 đồng Euro. Trong khi đó, 1 đô la Canada bằng 18.934 đồng Việt Nam theo Axie.com. Giá dầu thô WTI là 70,29 đô la Mỹ một thùng, giá dầu Brent là 72,32 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng giao ngay là ở mức 1.898,48 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada mới nhất hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như để chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ của các bạn. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.